Các bạn, chúng ta đến với bài 3 của tiết tấu ballad. Sau khi chúng ta đã tập xong hai tiết tấu ballad trước, bây giờ sẽ là bài lâng cao. Các bạn phải thật sự chú ý. Bài này rất khó, rất phức tạp cho với những người mới học. Tôi sẽ ví dụ. Ưu điểm của tiết tấu này là người ta hay dùng trong điệp khúc hoặc những đoạn cần phải đánh dồn dập, cần phải cho bài hát dày lên, tôn giọng hát lên thì người ta sẽ sử dụng trong cái tiết tấu này. Sau đây là cách tập, chúng ta vẫn đếm là 1, 2, 3, 4, nhưng tay của chúng ta sẽ dài, nhảy quá, tôi sẽ làm chậm. Sau 1 2 3 4, chú ý bát 1 nhảy quá, đồ đồ sol, thì tay phải chúng ta sẽ cùng với 1 2 1, đồ xem lại 1 2 3 4 1 2 3 4. Tay phải thì chúng ta chỉ việc đánh mi son 2 3 4, bỏ 1 1. Tay trái 1 đô 2 đô 3 đô 4 đô 1 đô 2 đô 3 đô 4. Các bạn có thể tua lại và xem. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn ghép hai tay. Vẫn bỏ phanh 1 như bài 2. Chúng ta khác một chút là chúng ta sẽ nhảy quãng thôi. Khi đã tập được ghép hai tay rồi, các bạn lại áp dụng vào tập chuyển hóa thành. Khi ví dụ một bài hát nào lên điệp khúc thì chúng ta sẽ được đấy.